Sau thời gian dài tập trung kinh doanh và lo chuyện gia đình, Vy Oan đã chính thức trở lại âm nhạc với album Xuân Quê Hương vào hôm 18 tháng 1 năm 2022. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn chơi lớn khi tung MV dài 50 phút dàn dựng tiết mục trình diễn cho 11 ca khúc trong album. Trở lại với âm nhạc sau thời gian sinh nở, nữ ca sĩ Đồng Xanh vẫn khoe được chất giọng ngọt ngào và truyền cảm. Không chỉ mang đến những giai điệu rộn ràng và sâu lắng của mùa xuân, Vy Oan còn thể hiện khả năng vũ đạo của mình. Mặc dù đã sinh bé thứ ba, nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được độ dẻo dai và phong độ vốn có, nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Đặc biệt, album Xuân Quê Hương lần này còn đánh dấu sự kết hợp ăn ý của Vy Oan cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Nữ ca sĩ tiết lộ Nguyễn Phi Hùng vừa là một người anh, vừa là người đồng nghiệp vô cùng đáng mến của cô. Vì thời gian gấp rút và cần Tết, cả hai chỉ có 8 ngày để thực hiện tất cả các công việc, từ lên ý tưởng, dàn dựng, tập luyện và quay hình. Dù vậy, các tiết mục đều được chăm chút, dàn dựng kỹ lưỡng và hoàn thiện đúng tiến độ để kịp ra mắt giới thiệu với khán giả. Vy Oan cho biết, album lần này là món quà cô dành để tri ân khán giả, không chú trọng việc thu được lợi nhuận. Nữ ca sĩ xác định kiếm tiền từ những việc kinh doanh, còn nghệ thuật là nơi thư giãn, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tìm về chính bản thân mình. Đặc biệt, người đứng sau album này không ai xa lạ chính là ông xã của cô. Sau nhiều ồn ào, Vy Oan cho biết ông xã vẫn luôn động viên cô trong những dự án nghệ thuật.